Xin chào quý vị các bạn, trên hình bạn thể thấy đây là pin của Asus Zenfone Go 5.5 với tên mã rất là dài B11B1510, dung lượng pin 2910mAh đang có mặt tại di động cao cấp.vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến pin của Asus Zenfone Go lỗi hỏng, cầm địa chỉ thay mới pin, sửa lỗi hỏng pin trên điện thoại Asus Zenfone Go, vì các bạn vui lòng liên hệ 0961234534, di động cao cấp.vn hiện có mọi loại linh kiện trên điện thoại Asus Zenfone Go 5.5 TV nói chung và phần pin của máy nói riêng thay mới với các bạn khi cần. Quý vị các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới cho quý vị các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Mọi thắc mắc liên quan dịch vụ thay mới pin, sửa lỗi hỏng pin trên điện thoại Asus Zenfone Go 5.5 TV, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534. Khi mà pin bị phồng rộp, pin khởi động lúc lên lúc không, pin dùng nhanh hết, đó dấu hiệu cơ bản báo hiệu pin của Asus Zenfone Go TV 5.5 đã lỗi hỏng cần phải thay mới. Hiện tại di động cao cấp.vn có đầy đủ tất cả linh kiện trên pin trên máy Zenfone Go nói chung và pin nói riêng thay mới với các bạn. Quý bạn chỉ cần liên hệ 0961234534, kỹ thuật viên tại di động cao cấp.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết với các bạn. Xin cảm ơn quý bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp link phụ kiện của Asus Zenfone Go hàng đầu hiện nay.